Ok, this breakfast. Mời các bạn ăn sáng. Đây là cái bữa ăn sáng của những cái ngày mà nghỉ holiday, nghĩa là holiday season đó. Đó là những cái ngày mà Tết Tết Tây với Christmas này, cái tuần này nè, là tụi mình ăn như vậy là các bạn ăn sáng, bữa ăn sáng là tụi mình đây nè các bạn. Mời các bạn ăn sáng nha. Đây, đây cái này là gì? Cantaloupe, right? Cantaloupe. Đây one. Honeydew. Melon. Melon. Strawberry. Strawberries. And pineapple. Pineapple. And cheese. And banana. Chew. Banana. Yeah. Okay. Try chewing. Good.
Quỳnh la nói về người đó bà lơ quý tâm là lấy chồng cho bà rì anh đi mang cho rì so small you can't see them.
ghê. Now it's Boxing Day now, so not Merry Christmas anymore. No. But Happy New Year. Happy New Year. See you next year. See you next year.